báo cáo với Quốc hội, tối khuya hôm qua thì một lãnh đạo bệnh viện có nói với tôi rằng em vẫn đang trực theo dõi rất sát Quốc hội, mặc dù rất khó khăn và rất mệt mỏi cả về sức lực và tâm lý, nhưng mà nghe phản ánh vừa mới đọc bản tin trên đây thì thấy rất mừng, vì Quốc hội tức là toàn dân đã chia sẻ được những cái khó khăn vất vả của những người làm công tác chăm sóc sức khỏe của người dân. Và người bác sĩ đó cũng nói với tôi rằng rất nhiều vấn đề chắc chắn bọn em biết chưa thể giải quyết được ngay, nhưng ít nhất sự thấu hiểu và chia sẻ thì cũng mang lại một cái sức lực động viên rất tốt cho toàn ngành trong lúc này. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả các thầy giáo, các thầy thuốc, dù còn rất nhiều khó khăn nhưng vẫn đang nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chồng người, vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của người dân.